Nhà họ Đàm lại có thêm một chuyện vui. Tiểu Thất Nguyệt đọc thư, phát hiện Tứ Tẩu đã mang thai rồi. Cha, mẹ, có chuyện vui. Chuyện gì cơ? Trong thư nói Tứ Tẩu mang thai rồi ạ. Đúng là chuyện vui. Tứ ca của con có nói khi nào sẽ về không? Có à, giờ đang trên đường về rồi. Vì Tứ Tẩu có thai, thế nên mới đi chậm một chút. Chậm một chút cũng tốt, không phải vội. Có con rồi cần phải chú ý nhiều hơn. Cha tụi nhỏ, trong nhà còn bao nhiêu của trứng thế? Ông Đàm tính toán một chút. Đã bán đi một ít, còn lại 500, 600 quả. Vậy được, chỗ còn lại không bán nữa. Để lại cho Vãn Điệp ăn. Được rồi, Xuân Mai, cuộc sống của chúng ta đã tốt lên nhiều rồi. Nhớ lại lúc bà sinh nhất lạc, tháng ở cư đến một quả trứng cũng không có mà ăn. Giờ chúng ta muốn ăn bao nhiêu đều có thể ăn rồi. Đừng nghĩ về những ngày tháng khổ cực trước đây nữa. Sống một cuộc sống tốt đẹp đã khó, nhưng duy trì nó lại càng khó hơn. Chúng ta cũng đừng lười biếng. Từ khi nhà họ Đàm hay tin chàng Vãn Điệp mang thai, lại bắt đầu bận rộn trở lại. Nhưng có một ngày, trên đường đi làm về, ông Đàm bị một đạo sĩ chặn lại. Lão gia, ông khoan hẵng đi. Ông là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Tôi họ Liêu, là đạo sĩ đang đi tu hành. Lão gia, có phải gần đây nhà ông có xảy ra chuyện kỳ lạ không? Ông Đàm ngập ngừng. Nhà ông đúng thật là luôn có chuyện kỳ lạ. Thế nhưng ông đã quen rồi, liền coi đó là chuyện tốt. Vị sư phụ này, không biết là ông từ đâu đến. Nhà tôi không hề có chuyện lạ nào cả. Vậy thì thật kỳ quái. Sao tôi lại tính ra trong nhà ông có yêu quái nhỉ? Yêu quái gì cơ? Một con hồ yêu ngàn năm. Giờ nó đang trốn trong nhà ông. Cố tình cho nhà ông một chút ân huệ, rồi hút linh khí cả nhà ông. Ông Đàm ngạc nhiên, sắc mặt liền trở nên khó coi. Lão gia, con hồ yêu này vô cùng giàu hoạt, thường giả làm trẻ con để lừa gạt người khác. Các ông nên cẩn thận một chút, đừng bị nó lừa. Ông Đàm nghe thấy lời của ông ta, lập tức nghĩ tới Tiểu Thất Nguyệt. Sư phụ, ông là người ở đâu? Sao ông phát hiện ra con hồ yêu đó? Trước đây tôi là người ở Phú Lô Châu. Thế rồi ngao du đến kinh thành, xem phong thủy cho mấy nhà phú hộ ở đây. Nếu ông không tin, có thể đi hỏi Hàn đại nhân. Giờ tôi đang sống ở Hàn phủ, khám bệnh cho phu nhân của họ. Phu nhân của họ bị chúng ta, dưới sự chăm sóc của tôi, đã tốt hơn nhiều rồi. Sư phụ, con hồ yêu này sẽ hại người thật sao? Đương nhiên rồi. Cho đến khi thời cơ đến, nó sẽ từ từ hút đi linh khí của các người. Ông Đàm cao mày trầm tư. Lão gia, nếu ông không tin, có thể cầm lấy thứ này, đợi đến khi trời tối, hãy cho nó uống. Sau khi nó uống vào, đuôi hồ ly sẽ lộ ra. Ông Đàm nhìn thứ đồ trong tay Liêu sư phụ, do dự. Lão gia, ông phải nghĩ cho cả nhà mình. Nếu không đến lúc đó chuyện xảy ra rồi, thì tất cả đều đã muộn. Vậy được, để tôi thử xem. Muốn đối phó với Thái tử Điện Hạ, vậy thì trước tiên phải trừ khử Đàm Tam Nguyên. Muốn trừ khử Đàm Tam Nguyên, vậy thì phải diệt trừ nhà họ Đàm trước. Muốn diệt trừ nhà họ Đàm, đương nhiên phải diệt trừ con hồ yêu nhà họ Đàm trước. Liêu sư phụ đứng trong gió, mặt đầy vẻ đắc ý. Ông Đàm tâm sự trùng trùng trở về nhà. Cha tụi nhỏ, ông làm sao thế? Xuân Mai, Tiểu Thất Nguyệt đâu rồi? Tiểu Thất Nguyệt vào cung tìm công chúa rồi, sao thế? Xuân Mai, hôm nay tôi gặp phải một vị đạo sĩ. Ông ta nói Tiểu Thất Nguyệt nhà chúng ta là hồ yêu, còn muốn giúp chúng ta trừ yêu. Bà Đàm giật lấy thứ ông đang cầm. Thế ông cầm bình thuốc này về làm gì? Không phải ông muốn xuống tay với Tiểu Thất Nguyệt thật chứ? Sao có thể chứ? Tiểu Thất Nguyệt là con gái của chúng ta, bất luận nó là phúc tinh trên trời cũng được, là yêu quái ăn thịt người cũng được, nó luôn là con gái của chúng ta, không ai có thể bắt nạt con bé được. Ông Đàm lại giật chai thuốc trong tay bà Đàm, rồi một hơi uống hết. Cha tụi nhỏ, ông đang làm gì thế? Còn không biết trong này có cái gì đâu. Sao ông có thể uống hết một hơi như thế hả? Thứ đồ này chắc chắn là một tai họa. Vậy thì không thể giữ lại, cho dù để ở đâu cũng có thể bị Tiểu Thất Nguyệt nhìn thấy. Chỉ có để ở trong bụng tôi là an toàn nhất. Cha tụi nhỏ à, nếu thứ này có độc, không phải sẽ nguy hiểm đến tính mạng của ông à? Thế thì cũng không sợ, vì con gái của mình, mất một cái mạng có là gì đâu chứ. Nhưng Xuân Mai à, bà đừng lo, thứ đồ này sẽ không gây ra chuyện gì đâu. Sao ông biết sẽ không có chuyện gì? Ông là một tên đại ngốc. Trên đường về tôi đã ngửi thứ rồi, không có gì đặc biệt. Trước đây khi ngủ quan ở nhà, đã từng dạy cho tôi cách phân biệt độc. Vốn dĩ tôi không muốn học, nhưng nghĩ đến người kinh thành rất phức tạp, tôi đã học một ít vì bọn trẻ. Không ngờ giờ lại có ích. Thứ đạo sĩ đưa cho tôi, chắc là bỏ bùa mê hay gì đó, uống vào có mùi khét. Bà Đàm thở phào nhẹ nhõm. Tên đạo sĩ đó bây giờ ở đâu? Tôi muốn đi giết ông ta. Dám hại con gái chúng ta, ăn no rảnh mỡ rồi sao? Tên cái gì mà Liêu sư phụ, giờ sống ở nhà họ Hàn. Thì ra là vậy. Xem ra lần trước con gà mái nhà chúng ta cũng là do Liêu sư phụ đó làm. Chắc chắn là ông ta. Ông nói xem chúng ta có cần nói với Tiểu Thất Nguyệt không? Làm sao được, chuyện này nếu để Tiểu Thất Nguyệt biết được, thế thì giấy dán cửa sổ của chúng ta sẽ thủng mất. Vậy tuyệt đối không thể để người họ Liêu này âm thầm làm hại Tiểu Thất Nguyệt nhà chúng ta được. Xuân Mai, đừng lo lắng. Liêu sư phụ này làm việc to gan như vậy, chắc cũng không thoát khỏi tầm mắt của Tiểu Thất Nguyệt đâu. Đừng thấy Tiểu Thất Nguyệt của chúng ta tuổi còn nhỏ, nó còn suy nghĩ chu đáo hơn cả mấy người chúng ta đấy. Bà không thấy Hàn nhị thiếu gia vừa tới cửa nhà chúng ta,
Mới quay đầu đã bị nhà đầu điên nhà họ Đồng bắt đi rồi sao? Nhất định là có công lao của Tiểu Thất Nguyệt đấy. Vậy được, chúng ta cứ như trước đây, cứ tiếp tục giả vờ không biết, chăm sóc tốt cho ngôi nhà này, đừng để bị kẻ xấu lợi dụng. Trước đây khi gặp chuyện gì cũng là bà Đàm đưa ra giải pháp, nhưng khi có chuyện lớn xảy ra, ông Đàm giống như cả ngọn núi đang nâng đỡ gia đình họ. Vài ngày sau là ngày đại hôn của Đồng gia đại tiểu thư và Hàn gia nhị công tử, cả kinh thành tràn ngập tiếng pháo nổ. Ông Đàm và bà Đàm cũng được Đồng lão gia mời đến Hàn phủ. Lúc ông Đàm vừa bước ra ngoài, tình cờ gặp phải Liêu sư phụ. Đàm lão gia, vậy mà ông không tin tôi sao? Vị đạo sĩ này, tôi tin ông chứ, sao tôi lại không tin ông được? Tối hôm qua tôi đã cho nó uống chai thuốc đó rồi. Tôi không tin, nếu ông đã cho yêu nữ đó uống, sao yêu nữ đó lại có thể sống đến giờ được chứ? Ông cứ nói con gái tôi là yêu nữ, tôi cũng nghe lời ông, cho con gái tôi uống thứ đó rồi, nhưng không hề có động tĩnh gì cả. Tôi thấy ông mới là kẻ nói dối thì có, dám vu oan con gái tôi là yêu tinh. Liêu sư phụ thấy ông thành thật như vậy, liền do dự. Ông đã cho nó uống thật ư? Đương nhiên là thật rồi. Tôi lừa ông thì tôi là chó. Chẳng lẽ là tôi nhầm rồi sao? Sư phụ, ông phải nhìn cho rõ, đừng vu oan người khác nhé. Nếu không, cẩn thận tôi báo quan đấy. Đàm lão gia, là tại hạ đường đột rồi, thật xin lỗi. Miếng ngọc bội này đã được khai quang rồi, có thể bảo vệ cả nhà mấy người bình an. Nếu ông không chê, thì cứ nhận lấy, coi như là tôi bù đắp cho ông. Ông Đàm nhìn miếng ngọc bội trên tay, thầm nghĩ nhất định cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Đạo sĩ, miếng ngọc bội này có thể đảm bảo bảo vệ thật sao? Không chỉ bình an, còn có thể xua đuổi tà ma. Ông chỉ cần đeo nó bên mình là được. Ông Đàm do dự, trong đầu chỉ nghĩ làm thế nào để từ chối. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, Liêu sư phụ này, nếu không thể xuống tay với Tiểu Thất Nguyệt từ chỗ ông, vậy chắc chắn sẽ xuống tay từ chỗ mấy người khác. Vẫn cứ nên để ông ta xuống tay dưới ánh mắt của ông đi. Đàm lão gia, miếng ngọc bội này đeo đi vẫn tốt hơn. Ông Đàm vội vàng nhận lấy miếng ngọc bội. Vậy thì đa tạ Liêu sư phụ nhé. Liêu sư phụ thấy ông đã nhận lấy miếng ngọc bội, liền thấy yên tâm. Xem ra nhà họ Đàm vẫn tin tưởng ông ta. Xuân Mai, hôm nay Liễu sư phụ lại đưa tôi cái này. Đồ ngốc, sao còn nhận đồ của ông ta chứ? Xuân Mai, nếu tôi không nhận, ông ta nhất định sẽ tìm cách khác để gửi miếng ngọc bội tới đây. Còn không bằng cứ như lần trước, chúng ta cứ cầm lấy, đợi tìm được cơ hội lại tiêu hủy. Cha, mẹ, hai người lấy đâu ra miếng ngọc bội này thế ạ? Đưa con xem với. Tiểu Thất Nguyệt, con không thể cầm miếng ngọc bội này được. Cha ơi, tại sao con không được cầm ạ? Ông Đàm bối rối, nhất thời không thể tìm ra lý do. Tiểu Thất Nguyệt ngoan, miếng ngọc bội này không phải là của nhà chúng ta. Ông Đàm không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp ném miếng ngọc bội ra ngoài cửa sổ. Cha tụi nhỏ, ông vứt miếng ngọc bội đi làm gì thế? Dù sao thì đó cũng không phải là đồ của nhà chúng ta, vứt đi thì tốt hơn. Mẹ, có vẻ mẹ rất thích miếng ngọc bội này. Bà Đàm nhất thời không biết trả lời thế nào, nghĩ một lúc liền tùy tiện đáp, thích chứ, hoa văn trên đó cũng rất đẹp. Mẹ ơi, con nhớ trong phòng của Tam Nguyên cũng có một cái rất đẹp, cũng giống như thế. Hay là đợi con quay lại lấy tặng cho mẹ nhé. Tương tự sao? Ý con là giống hệt nhau ư? Không hoàn toàn giống nhau, nhưng thoạt nhìn chúng trông rất giống nhau. Bà Đàm có chút mơ hồ, cũng không biết nên làm thế nào. Vậy được, lát nữa con cứ về lấy miếng ngọc bội đó của Tam Nguyên mang sang đây. Vâng, thưa mẹ, trong phủ Tam Nguyên còn có nhiều thứ khác. Mẹ còn muốn cái gì không ạ? Không cần đâu, đứa trẻ ngốc, mấy thứ đó đều của Tam Nguyên cả. Dù sao thì sau này con và Tam Nguyên cũng sẽ thành hôn, vậy đồ của anh ấy cũng là của con rồi. Tam Nguyên chiều con nhất. Không chỉ đồ của nó là của con, mạng của nó cũng là của con ấy chứ. Bà Đàm nghe thấy thế thì bật cười. Bên này Vạn Di Nương thấy thiếp nhà họ Hàn đang cầm miếng ngọc bội đó, nhìn kỹ phát hiện miếng ngọc bội bà ta nhặt được này hình như thiếu một góc, nhưng không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra. Bà ta liền phái người mang miếng ngọc bội này ra ngoài phủ để mấy người thủ công làm lại. Vài ngày sau, thợ thủ công phái người mang về một miếng ngọc bội bóng loáng. Tay nghề của người thợ này tốt thật đấy, rõ ràng là một miếng ngọc bội bị gãy một góc, không ngờ có thể bóng loáng thế này, nhìn như một miếng ngọc quý giá vậy. Vâng, thưa Di Nương, chủ yếu là do chất liệu của miếng ngọc bội này tốt, nếu không dù tay nghề của thợ thủ công có tốt đến đâu cũng không thể làm nó sáng bóng thế này được. Không tệ, không tệ, đúng là nhận được một miếng bảo bối. Người mang cái này đưa cho lão gia, nói với lão gia ta đã tốn rất nhiều tiền để mua nó. Thấy lão gia thích ngọc, liền mang tặng ông ấy. Vâng, thưa Di Nương. Lão gia, gần đây Vạn Di Nương có được một miếng ngọc tốt, liền bảo thợ thủ công làm thành một miếng ngọc bội mang tặng người. Ồ, mau mang qua đây ta xem thử. Hàn đại nhân cầm trên tay, mở ra nhìn, quả nhiên là một miếng ngọc tốt. Thế thiếp này của ta bình thường rất nhỏ mọn, không ngờ lại có con mắt tinh tường như vậy, vậy mà lại nhìn trúng một miếng ngọc bội tốt như thế. Vâng, đúng thật là một miếng ngọc quý. Miếng ngọc bội này không chỉ qua tay thợ thủ công, mà còn qua tay Tiểu Thất Nguyệt, thế nên khác hoàn toàn so với trước đây, thế nên công dụng cũng sẽ khác biệt. Ông cũng cảm thấy đây là một miếng ngọc tốt ư? Vâng ạ, tôi đã du hành đến Đại Ngụy bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy một miếng ngọc đẹp như vậy. Nếu như ông thích, Liêu sư phụ, miếng ngọc này tặng cho ông. Liêu sư phụ mừng rỡ, tặng cho tôi thật sao ạ? Đúng vậy, tặng cho ông. Đa tạ Hàn đại nhân, vốn dĩ là dùng để cảm ơn ông, thế nên không cần phải cảm ơn tôi đâu. Nói ra cũng kỳ lạ, Ngọc Nhi cũng đã thành hôn được vài ngày rồi, sao không thấy bóng dáng nó đâu thế?
Lão gia, ngài vẫn còn chưa biết đấy à? Nhị thiếu gia từ hôn động phòng hòa chúc xong đã bị bệnh rồi. Bệnh ư? Bị bệnh gì? Tại sao ta không biết? Cũng không phải bệnh gì nặng, chỉ là gãy tay thôi ạ. Thế nên nhị thiếu gia không cho phép tiểu nhân nói với lão gia. Gãy tay? Sao lại gãy tay? Người hầu cúi thấp đầu, có chút xấu hổ. Hừ, mau nói cho ta biết là ai làm, ta đi chém đầu người đó. Là nhị thiếu phu nhân ạ. Nhị thiếu phu nhân ư? Là con bé đánh gãy tay thiếu gia sao? Không phải bị nhị thiếu phu nhân đánh đâu ạ. Là lúc hai người chơi đùa trong phòng, không cẩn thận bị thương. Hàn đại nhân và Liêu sư phụ nghe xong thì mở to hai mắt. Ông nhìn tôi nhìn ông, cả căn phòng đều trở nên yên tĩnh. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng chim bay ngoài cửa sổ. Vậy được, mấy hôm nay ngươi đi nói với nhị thiếu gia, bảo nó nghỉ ngơi thật tốt. Nhân tiện hãy nói với nó một tiếng, làm chuyện gì cũng cẩn thận một chút. Vâng, thưa lão gia, đợi người hầu rời đi. Hàn đại nhân xấu hổ mỉm cười nhìn Liêu sư phụ. Liêu sư phụ, thật ngại quá, hai đứa nó mới kết hôn nên không có chừng mực. Nhị thiếu gia luôn điềm đạm. Nhị thiếu phu nhân tính tình hoạt bát thế nên mới. Liêu sư phụ, ông hiểu lầm rồi. Về việc nuôi dạy con cái không thể nghe người ngoài nói được. Kể từ khi con bé gạ vào đây, ngày nào cũng bưng trà tới thỉnh an ta, là một đứa con giàu tốt đấy. Chuyện này nhất định là do Ngọc Nhi không biết chừng mực. Xin ông đừng hiểu lầm. Liêu sư phụ nhận ra mình có chút đường đột. Vâng, thưa lão gia, vậy nếu không có việc gì nữa, tại hạ xin về trước. Hàn đại nhân cũng chẳng có tâm tư nói chuyện với ông ta nữa, cũng bảo ông ta quay về trước. Từ khi Liêu sư phụ tới Hàn phủ đến giờ, đây là lần đầu tiên bị Hàn đại nhân đối xử lạnh lùng như vậy. Nhưng thấy miếng ngọc lấp lánh trong tay, tâm trạng cũng không tệ.